Xin chào mọi người, anh em chúng ta nơi xa gần lại có dịp gặp nhau đây. Xin xuất hiện ở trong YouTube và gặp mặt chúng ta tại Bắc Mặc Mừng sau những ngày làm việc cực nhọc. Anh em mỗi người mỗi nơi mỗi đường đi để tìm sự thành đạt trong cuộc sống, sự thành công trong đường đời, cho người, cho mẹ ấm, gia đình. Và hôm nay thì xin được xuất hiện trong YouTube và video của anh em và hát bài, xin được sao chép lại bài của Jimmy Nguyễn, bài hát mang tên Tình Xưa Nghĩa Cũ 1 qua phần thực hiện của MC Văn Thoa. Xin chào anh em nhé. Và sau nữa chúng ta sẽ đàn và hát một cách bình thường, thoải mái và vui tươi. Đời bề giờ ai biết sao ngày mai, tình mới đây những người phải đời vô số tay chẳng hề sang sầu, người sẽ đi về đâu, người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi dời, trời đất vẫn ngàn năm, cần làm gì tất cả rồi cũng đi, biết là rơi quên mất khi cơ hàn, tình như tâm do vội mau, lòng quằn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nói trôi. Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rời, trời đất vẫn ngàn năm, phận làm chi tất cả rồi cũng đi, tình là máu xưa máu rơi vì nhau, đừng nói chim xưa lẽ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, sẽ ra đi nơi hàn cù, lệ lại tuôn nước chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi nơi hàn cù. Tiếp tục có lời chào anh em. Hôm nay MC Văn Thoa đang rất là muốn hát, vì như chúng ta đều biết, âm nhạc luôn là món ăn tinh thần quý giá, là một sự kết nối tình cảm giữa người và người, xích lại con người chúng ta gần nhau hơn, xua tan biết mọi nỗi ưu phiền trong cuộc sống, đem lại chúng ta niềm vui, niềm hạnh phúc yêu đời, xua tan stress đang có cho chúng ta, đem lại hạnh phúc trong cuộc sống này. Cho nên là hát thì ở ngoài bình thường như thế này, có khi quên lời, có khi không đúng đoạn đầu, đoạn sau, mong em chúng ta thông cảm mọi mặt. Cho nên chúng ta để hát chúc mừng sức khỏe toàn thể chúng ta nhé. Vâng, hôm nay kết thúc video tại đây và lần sau hẹn gặp lại các bạn, anh em, bạn bè, chúng ta thân hữu nơi xa gần. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt.